không anh? Dạ. Nè, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm ở phòng nào? Dạ, em xin lỗi, em là thực tập sinh ở phòng VIA. Em chưa có phải là nhân viên chính thức. Thực tập sinh hả? Vậy thôi vô phòng hành chánh á, lãnh lương đi, khỏi thực tập nữa. À, dạ anh ơi, em mới đi làm có 2 ngày, em xin lỗi mà. Em có biết đây là... Thôi được rồi, lần sau đứng cẩn thận nha. Dạ. Nè, lần sau nhớ để con mắt dưới trán nha. À, anh ơi. Rất tiếc, năng lực của cô không phù hợp với tiêu chí của công ty. Vì thời gian thực tập của cô, công ty đã kiểm chứng năng lực của cô rồi. Bây giờ tôi có thể chứng nhận cho cô là 2 tháng thực tập công ty thôi. Đem mọi thứ ký đóng dấu. Sếp nói là làm cái gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Thì mình nhậu là cũng phải tới bến luôn không? Phải. Mà chứ gì sếp. Sếp xỉn bắt cần câu rồi. Vậy tôi không có xỉn như phim 2. Nếu mà không xỉn thì uống. Đương nhiên là uống rồi. Nói là không xỉn, cầm cái gì cũng không biết nữa. Nè, tôi nói cho anh biết nha, tôi ghét anh lắm, tôi giận anh là tại vì anh không nhận tôi ở lại làm. Nên bây giờ nói đi cũng phải nói lại không? Người ta đã ghét mình rồi thì mình có làm cái gì đi nữa, mình có làm cái gì đi nữa thì người ta cũng sẽ ghét mình thôi, đúng không? Người ta cũng không ưa mình. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ký vô cái báo cáo là tôi đã thực tập ở công ty của anh nha. Ôi dạ. Nãy giờ anh nghe tôi nói gì không á? Tôi có điếc đâu Thi Mai. Anh không có điếc đúng không? Vậy thì tôi nói cho anh biết là tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Ghét nhỏ, anh lắm. Nhỏ nhạc thôi mấy đứa ơi. Nhỏ nhạc. Nhỏ nhạc mấy ghét đứa. Ghét anh. Ờ vậy. Tôi á. Làm gì nha? Ghét anh á. Quẩy lên. Quẩy lên nào. À,
Trước sau gì cũng phải đối diện thôi. Mạnh mẽ lên, mày làm được mà. Dạ, thưa anh, em là nhân viên bên công ty truyền thông Ánh Sáng. Em tới để xin trao đổi về sự cố sai ngày tham quan dự án vừa rồi. Dạ, cái này là hợp đồng, anh xem giùm em nha. Em rất xin lỗi về sự cố sai phạm đó. Và bên em sẽ làm lại toàn bộ thông cáo báo chí, cũng như là sẽ chịu toàn bộ chi phí. Và em cũng sẽ cố gắng để có thể thu hút được một lượng người tham quan dự án một cách nhiều nhất. Cho nên là bên anh có thể xem xét lại giùm em không ạ? Sai hợp đồng là phải bồi thường. Uy tín công ty Minh Quang của chúng tôi đâu có nhỏ. Đâu thể vì sai sót ở bên cô mà chúng tôi phải chịu ảnh hưởng. Có chuyện gì mà căng thẳng vậy anh? Giọng nói này không lẽ là... Công ty quảng cáo đang share thông tin. Anh đang giải quyết với người đại diện bên đó. Chuyện quảng cáo BIA lần này do em phụ trách, là chịu trách nhiệm. Để em làm việc với họ. Anh lo làm việc của mình đi. Vậy thì phải phiền tới em rồi. Dạ chào anh. Tôi là... Cô là người bên agency đúng không? Dạ. Cô ngồi đi. Dạ. Nếu sợ bồi thường, trước tiên làm việc gì phải cẩn thận kiểm tra kỹ lại. Trên thương trường không có chuyện làm sai rồi chạy theo xin lỗi người ta, mong người ta thông cảm cho mình. Tôi không cần biết cô làm cách gì bằng mọi giá. Bên cô phải đưa ra hướng giải quyết cho bên tôi. Tôi không cần biết cô làm cách gì bằng mọi giá. Bên cô phải đưa ra hướng giải quyết cho bên tôi. Thì ra là anh không nhớ gì về mình hết, trong khi mình cứ lại lo đối diện với ảnh như thế nào. May mắn cho em, anh là người đàn ông siêu cấp lịch sự, sẵn sàng bảo vệ em vào lúc vào nơi. Vậy là anh quên là chúng ta đã giao kèo với nhau là sẽ nương tựa lẫn nhau ở bất cứ nơi đâu, và sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo mọi thời đại. Bây giờ thì em đang sử dụng cái quyền giao kèo đó thôi mà. Vậy thì lên xe. Ok. Chuyện tình yêu đôi lúc không biết ta đang làm gì, chẳng biết ta đang cần gì, chỉ biết cứ yêu và yêu. Chuyện tình yêu đôi lúc là lý do ta tồn tại, chẳng lo chẳng nghĩ về ngày mai, chỉ cần ta có nhau hôm nay. Đôi lời tình ca chẳng nói ra hết tâm tư lòng ai. Thôi kệ đi, chuyện gì qua thì cứ để nó qua. Quan trọng là giải quyết cho xong cái rắc rối này. Mình không muốn dây dưa gì với người không thuộc về mình nữa. Đừng có sợ vì anh trong từng giấc mơ.